Sáng sớm nay ngày 17 tháng 1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên ngày 17 tháng 1, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Vùng Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông. Chiều ngày 17 tháng 1 đến ngày 19 tháng 1, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ C, vùng núi từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.